mà có cái miếng cua như thế này nha các bạn. Còn cái này là cua, burger cua nha. Cái món này ngon lắm nha các bạn, này là shrimp scampi. Rất là thơm ngon luôn á. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin đưa các bạn đi ăn đồ biển, nhà hàng nổi tiếng ở bên Hawaii gì tên là Nickel Pier 38. Tức là nhà hàng này ai cũng giới thiệu tới hết á các bạn, những anh chạy Uber hay taxi và nhiều bạn giới thiệu lắm. Nhà hàng này nằm trong một trong những cái list mà mình muốn đưa các bạn đi, là bởi vì đồ biển của người ta rất là tươi mà ngon, mà giá là phải chăng nữa. Hôm bữa mình cũng có đi rồi, mình đi buổi tối, cảnh rất là lãng mạn mà ăn đồ ăn ngon lắm. Hôm nay mình đi ngược lại mà mình đi buổi trưa, bởi vì buổi trưa người ta có nhiều món mà buổi chiều không có, cho nên là mình giờ mình đi tới nè, mình quay mình chia sẻ với các bạn hôm nay người ta có món gì ngon nha. Và mình sẽ để cái địa chỉ ở trên màn hình này và ở dưới phần video luôn, phần mô tả, để cho bạn nào cần biết bạn có thể gõ lên ghé đọc review. Nhà hàng này nổi tiếng lắm, ai cũng biết tới hết trơn á. Và bây giờ mình bắt đầu mình đi nha. Thời tiết Hawaii thì phải nói là bây giờ là tuyệt vời luôn các bạn ơi, phải nói mình rất là thích. Nghĩ lại hôm kỳ đi trời ơi, đi châu Âu á, lúc đó 41 độ C. Cưng tưởng tượng 41 độ C chưa Huyền? Có, em đi Thái Lan 41 rồi. Ồ vậy hả? Ôi trời ơi, nó nóng mà muốn cháy da luôn các bạn, nó cháy da luôn á. Mà nó cứ hầm hầm á. Mà lúc đó hình như mình đâu có sức sunblock, sunscreen gì cho cái da đâu. Chỉ cho cái mặt thôi chứ không có sức cho cái chân. Trời ơi, đi một lát cái chân nó muốn cháy da luôn. Khủng khiếp thiệt luôn. Nhưng mà bây giờ rút kinh nghiệm cho nên là đem theo. Còn không đem thì qua đây mua. Cảnh tượng rất là đẹp luôn. Ngày nào tụi mình qua đây hên các bạn ơi. Qua đây là ngày nào trời cũng trong xanh, trong veo như thế này nè. Mà nắng ấm đẹp lắm. Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai nha các bạn. Bạn mình nói là hôm qua luôn, hơi sẵn bonus hôm qua với hôm nay là trời hơi gió nhẹ nhẹ. Trời trong xanh mà gió nhẹ nhẹ, có mưa rào hay không thì không biết. Cả tuần đều là 80 mấy độ hết. Đó, dự báo thì nhiệt độ thấp nhất là 73 độ. Oh, ok. Quá đẹp. Cao nhất là 80 mấy. Cao nhất là 85. Nhưng mà 85 bình thường không có sao ha. Có gió thì nó mát, nhưng mà 85 mà đi ngoài đường lát là nóng lắm á. Nhưng mà là cũng đỡ rồi. Nhà hàng này nằm ngay chỗ cái cảng luôn nha các bạn. Cho nó gọi là Pier 38 nè. Đó. Vừa ăn mình vừa ngắm ra ngoài biển á các bạn, đẹp lắm. Buổi chiều á. Nón thần thánh đi biển của mình đây. Bây giờ vô lấy số. Người ta không có lấy reservation nha, cho nên mình phải tới đây. Trong khi chờ đợi mình có thể đi ra đây, mình ra đây mình xem ngắm cảnh. Tại vì nó nhà nằm ngay cái bãi biển nè các bạn. Cái cây này là không phải măng cụt đâu nha các bạn. Cây này không phải nha, nó không phải là măng cụt. Nhưng mà ở đây ở bên Hawaii người ta trồng cái này nhiều lắm. Ước gì nó là cây măng cụt phải không ạ? Đó, là cái nhà hàng nằm ngay chỗ cái cảng này luôn nè. Đó, nhà hàng là ở đây ha. Đây. Còn cái này là cái cảng ở đây ha. Mà, trong khi chờ đợi thì mình có thể đi ra, đi dạo một vòng ở đây, ngắm cảnh. Bây giờ là hai đứa lang thang đi lại coi mấy cái tàu nè các bạn.
mấy cái tàu này là theo mình đoán là người ta đi đánh cá nè các bạn, mình thấy quần áo phơi giống như là bên Việt Nam vậy đó. Đó, treo các bạn thấy không, toàn ten lủng lẳng ở trên nè. Treo vậy giống bên Việt Nam chưa? Việt Nam. Đây là tàu của Việt Nam, tàu của người Việt nè. Đó, chiều cái là nhậu nhẹt á, vui chưa? Đây là gặp nguyên cái tàu của Việt Nam. Trời ơi, rủ vô đánh bài chung. Muốn đi tới mua cá, người ta đánh vô là khoảng đi 3-4 giờ sáng. Rồi, tự nhiên qua đây thì lại thèm cua. Cua ở bên Cali ăn quá chừng rồi mà qua đây tự nhiên thấy thèm. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ. Đây các bạn. Mình ăn trưa mà ăn cũng nhiều lắm. Cái này là mới có một phần thôi, đại ca đi ăn lấy rồi ăn thêm. Chứ vô đây là muốn hôm bữa vô là coi như là thử hết cái menu của họ luôn. Cái này là crab salad. Tức là cái này là salad nhưng mà có cái miếng cua như thế này nha các bạn. Còn cái này là cua, burger cua nha. Đó, nhìn như thế này nè. Cái món này ngon lắm nha các bạn, này là shrimp scampi. Rất là thơm ngon luôn á. Để mình quay cái menu cho các bạn nè. Đó, người ta để giờ giấc mở cửa luôn ha. Số phone luôn. 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều là lunch nha. Shrimp scampi tụi mình order là 20 đô một hộp như thế. Còn mình thì order là fried ahi belly. Tức là cái bụng của con cá ahi á. Nè, đây là pizza pepperoni này 15 đô. Rồi mình order thêm cái fried calamari luôn, mực chiên giòn. Crab cake burger là 17 đô nè. Đây là địa chỉ của nhà hàng nha. Cái này là ahi nè, ahi mà cái bụng cá ahi á. Người ta cho là cơm nhưng mà mình muốn ăn cơm mình ăn salad. Các bạn hôm nay mình thèm salad. Shrimp scampi là này ha. Còn món này là fish and chips. Người ta nói ở đây ngon lắm cho nên mình thử. Hôm bữa mình chưa có thử. Hôm bữa là buổi tối mình muốn ăn cái này. What do I always have to be last, mommy? Honey, pizza ngon ghê. Một cái như vậy là 15 đô nha các bạn. Một cái pizza 15 đô mà nhìn ngon lắm. Bây giờ ăn pizza trước, mời các bạn nha. Béo ngon ghê ha. Hết giờ cheese, hết giờ đúng gu chị đó. 15 đô đáng đồng tiền bát gạo. Cho con hai cái miếng luôn ha. Này con đưa cái tray con đây. Rồi Viên ngồi xuống tập trung chuyên môn đi Viên ơi. Bánh dày vậy nè, chi quá chi một cái lớp dày cui luôn. Mà buổi trưa nó khác với lại buổi tối các bạn ơi. Buổi trưa vô order cái bưng ra vậy ăn nè, rồi dục vô thùng rác. Buổi tối là người ta phục vụ cho mình. Còn này là mực chiên giòn, cái hộp nó như thế này. Mà ăn với là cái này giống như là cái chấp đó các bạn. Để mình coi là sốt gì nha. Ăn dưới cái này thì nó hơi buồn, nó là cocktail sốt. Cocktail sốt. Cocktail sốt. Cái này mà cái này là cái béo mà. Còn cái sốt của salad. Nó chua chua béo béo ngon. Có
món này là xà lách cua. Chết rồi. Các bạn bên cạnh nó nguyên cái đống đồ ăn cạnh tay xong là tù có giờ đổ hết đồ ăn luôn. Cái này là 8 đô. No. Cái khóa xa là ăn ngon các bạn. Bị đổ thì cái bàn đó không phải là một cái người server làm đổ mà là cái người khách đem bưng ra đổ đồ. Nhưng mà cái cô tiếp viên á, cô có nói là không sao, để tôi dùng lấy cái khác. Pasta đó mà bán buổi chiều tối á, thì mình nhớ là 22 đô. Nhưng mà người ta có hai miếng bánh mì, người ta cắt ra 22 đô, mình xin lỗi mình quên rồi. Còn buổi trưa thì một miếng như vậy cũng nhiều lắm nha các bạn. French fry nè. Cá. Cái thịt cá mà fish and chips đó các bạn, nhìn nó tươi lắm, ngon các bạn. Có miếng cá to đùng, ngon. Ngon. Cái fish and chips ngon quá. Đây, bụng cá hi nè, trời ơi nhìn hấp dẫn quá nha. Giờ mình ăn thử nha, mời các bạn nha. Cái bụng cá hi đó thịt không à, không có mỡ giống như là bụng cá của sao mình. Cái này nè, ăn với cơm, nhưng mà mình nói mình không ăn cơm, mình ăn salad thì người ta đổi salad cho mình. Cái salad tươi ngon ghê á. Đã có cho mè nữa nè. Cái nước sốt này xong người ta rải mè lên nữa, ăn nó thơm thơm. Này mình ăn thấy được cái bụng cá sao mà bụng cá thì nó tươi ngon, mà cái sốt ăn nó lạc lạc, nó không có đậm đà, nhưng mà xà lách tươi ngon. Cái này có uống gì mà uống gì con? Hôm nay sinh nhật chơi đành đãi đến đây. Bánh mì này ngon, thơm. Mì bơ. Cá chép bơ quá trường ta nướng. Bây giờ kế tiếp là mình ăn cái shrimp scampi. Cái này là một trong những món mình kết nhất ở tiệm này là shrimp scampi nha các bạn. Cái này nó béo. Béo và hôm nay chủ đề là béo, béo và thơm, vừa ăn. Ở trong đây là ta có cái lá parsley của Ý á các bạn, ngon lắm. Món mực là dở nhất. Mấy bữa nay ăn cái gì đâu không mà ăn khô quá cho nên ăn được rau mừng quá. Ăn rau thấy ngon với sợ luôn á. Cái món dở nhất là mực chiên giòn. Món dở thứ hai là món gì đố cưng? Em không dám nói. Mà bữa giờ cứ mơ tưởng. Cái bụng cá ahi á. Cứ
mơ tưởng là ô mình thấy ô này cái đó mình ăn. Tại vì ai đọc giống như người ta chụp hình nhìn đẹp quá đó. Giờ người ta hát nhạc ở trong lắm. Hôm bữa ngồi ngay cái loa luôn cho nên mình không quay được. Cá thì tươi nhưng mà cái vị nó lạc lạc. Mình sợ ma mà tự nhiên buổi tối thôi. Chị ơi em kể chuyện ma nghe là no. Chuyện ma vui. Mình cũng nói no. Cứ ma là mình sợ à. Ma sống mà không sợ, sợ ma chết. Hồi nãy là mình định không có order ở này là tại vì bữa ăn rồi, mình định order những món khác. Chứ rồi order nhiều quá ăn không hết, lát đi chơi còn ăn nữa. Mà chịu không được là bởi vì cái món, cái cream canby này mình thấy nó ngon. Ở đây làm ngon. Bữa mình vô mình order đó, còn Carrie còn kêu khách chị đi vô đây ăn canby. Đúng rồi, là tại vì thường thường mấy cái món này mình tới nhà hàng Ý mình ăn hay là nhà hàng Pháp á, người ta làm mấy cái món này ngon lắm. Mà chơi đành đòi ăn. Nên order cho ảnh. Rồi phát hiện ra ngon quá. Đại ca không ăn này hả? Trời ơi, đại ca dễ ăn nhất mà đại ca còn chơi cái món cá, bụng cá chiên nữa. Nặng miếng chanh lên cá nè. Đó. Ăn gì nó mới đã. Rồi cho một miếng sauce lên. Giống như dressing vậy đó. Đó. Chưa hết. Mới qua có 6 ngày thôi mà ăn, trời ơi. Cài nút quần hết lên rồi. Cái vụ án nút quần này lặp đi lặp lại. Cái fish and chip, công nhận cái cá của nó các bạn. Nguyên cái tảng cá luôn mà cái sớ cá nè các bạn nhìn nè. Nó ngon thiệt á. 14 đồng mấy là mình thấy cũng rẻ đó. Nói chung giá ở đây mình thấy nó không có mắc. Cho buổi trưa, buổi tối thì mắc hơn. Ăn sạch sẽ này ha. Scream scampi. Cá nhờ bạn mình phụ 2 miếng mới còn được như đây. Cái này thì hết. Cà lách hết. Các bạn ơi, và sẵn ở đây mình hôm bữa mình có tới đây mình ăn vào buổi chiều, cho nên sẵn rồi mình chia sẻ với các bạn món nào tụi mình ăn ngon và ăn được ở trong cái video mà mình quay hôm bữa mà mình không có quay tỉ mỉ á, là bởi vì mình nói là cái tiếng nhạc ồn quá mình không có quay được á. Mình ngồi ngay chỗ này á, là người ta hát như thế này nè. Yeah.
năm nay nha. Cái sauce này ngon, cái cá này người ta chiên lên ăn rất là ngon. Mời các bạn nha. Hôm nay là cả nhà ăn mì. Bạn mình làm món này đãi tụi mình ăn hôm nay. Mới đi chơi về cũng hơi mệt, cho nên là có một tô mì sườn ăn là phải nói là quá chất lượng luôn phải không ạ? Để mình quay cho các bạn xem, nhìn cái tô mì nó ngon hấp dẫn như thế nào nha. Rất là đơn giản nấu, đơn giản vô cùng luôn. Mình có chia sẻ cái cách nấu mì nước đèo mì như thế nào, mì Quỳnh Thánh thôi các bạn. Thì bạn nào muốn biết cái cách nấu như thế nào cũng rất là đơn giản. Mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả dành cho bạn nào muốn biết cách nấu nha. Và bây giờ mình sẽ quay cái tô mì nhìn nó ngon như thế nào ha. Đây, đây là một cái thao xe lửa. Nó to đùng luôn á các bạn ơi. Một cái nồi mì, mì gõ. Trời ơi, mì sườn ngon quá các bạn ơi. Bạn mình nấu đây, hấp dẫn chưa? Đầu tư lắm luôn á. Trời ơi, nhìn hấp dẫn không các bạn, bốc khói như nè. Wow. Đi chơi về mệt mà có một tô mì như thế này với nó là trên cả tuyệt vời. Bốc khói mà có giá hẹ nè, có hành phi, mình đem theo hành phi các bạn. Tại vì mình biết qua đây sẽ được ăn món mì gõ, mì sườn, cho nên là mình đem theo hũ hành phi. Wow, nước lèo ngọt ngon quá chừng luôn. Cắt cái này là 20 trái ớt, quá trời quá đất luôn. Ớt này thơm lắm, ngâm sẵn với nước mắm luôn rồi cho nó thấm ăn nó mới đã. Mời các bạn nha. Vô, trời ơi, đẹp đội hình. Sao con cứ lấy lên con gặm đi. Mày ăn giỏi không? Trời ơi, nó đã. Cái nước lèo mình bỏ ớt vô trong mà nó đã thì là đã luôn các bạn ơi. Cay thì là cay. Ừ. Nước lèo hầm bằng sườn lắm, nó ngon. Mommy, I can't finish this. Con ăn được mà ăn đi. Còn con ăn không được thì cũng được. Xin mời mọi người, quý vị ơi, mọi người ơi, mọi người ơi. Lại chương trình ăn uống. Khi nào mới kết thúc đây? Phải quay lên là ăn. Gặp cây chi là ăn. Cái ngày đầu tiên các bạn tới đây mà đi lấy xe đó, mướn xe đó, là nên chạy thẳng tới Costco luôn. Tụi mình mua cái dĩ sườn lúc mà mình quay đi Costco á, mua dĩ sườn đó là 50 mấy đô, nhưng mà nấu được nhiều món lắm, cho nên là chạy thẳng tới Costco mua sữa, mua nước, bởi vì nước ở trong quầy dĩ sườn bắt vô cùng. Hôm bữa mình không biết có quay cho các bạn xem cái bình nước nhỏ xíu như nè, hình như là 2 lít. Trời ơi, mua là gần bốn đô các bạn, cái bình nước. Không phải 1 gallon đâu nha, cái bình nhỏ nha. Mình ở đây 5 ngày là uống 40 chai nước. 40 chai nước của Costco á, bữa mà mình đi quay á. Cái sườn mềm lắm, chấm với là nước mắm. Bỏ ớt lên ăn, công nhận ghiền ghê. Bây giờ one last meal now be done. Ừ, nhưng mà con phải ăn mấy cái này nè. No. Nóng quá. Có cái hẹn nè. Ăn là có fiber. Đây đây.
Bây giờ là gần 9 giờ. Thường thường là mình có ăn sau 6 giờ đó bạn. Mà đi chơi là ăn tuốt hết trơn. Ngon quá, không biết nói diễn tả gì. Nhất là trời, cái đợt trước mình đi Hawaii gì, mình đi đảo Oahu luôn. Hiện tại mình đang ở đảo Oahu nha các bạn. Mới đem nguyên một cái chợ theo đó. Hành phi mà cũng đem. Bây giờ đi ăn có gì wow wow wow, ăn ở nhà là wow wow wow. Để ý luôn á. Bạn mình nói hổm rài mình đi ra ngoài ăn chưa có cái món nào mà wow hết. Còn nãy giờ mình ăn nhà cứ wow miết à. Bởi vì em wow quá em cũng ngại. Em để chị wow. Giờ em nấu mà em wow nữa. Mì giá hẹ thì mua, với là củ hành thì mua ở Chinatown các bạn. Chưa chắc gì ở tàu có được món này cho mình ăn không? Đúng rồi, mà nó ngon vậy. Cho nên đó. Có thể là đi cho nên là bạn nào mà đi mà ở lâu á, ở lâu như tụi mình á, nên nấu mấy cái món này dễ ăn nè. Còn nhiều đậu ăn lắm. Đó nó đã cơm. Không phải tiết kiệm tiền đâu mà là lâu lâu thèm đồ ăn ở nhà nấu các bạn. Đã nhất là được người ta nấu ăn cho mình ăn, nó là nó phải nó sung sướng nhất luôn. Chị ăn đồ người ta nấu cũng không ngon hơn chị nấu à? Không phải. Hay sao? Làm mãi mỗi ngày đi đồn vậy đó. Mà bởi vì á, khi mà mình nấu xong mình rất là mệt, mình không có enjoy mình ăn được nhiều. Nhưng mà khi mà người khác nấu mà bạn mình nấu là khẩu vị hợp với khẩu vị của mình, cho nên ăn mình thấy nó ngon, nó ngon hơn nữa. Hôm bữa tụi mình đi Costco, ở trong Costco á, có bán cái loại mì mà có cái gia vị luôn, nghe hàng tủ lạnh á. Hôm bữa mình có quay á, đôi lúc sáng mà mình dậy mình chưa có kịp đi ra ngoài mình nấu cho gia đình ăn là mình nên mua cái đó. Tám tô á có 10 đô mấy à. Ai trời ơi. Giống như đường thì bữa nay em phải che lại. Vậy nè, giống như là đô giật vậy á. Gia đình ha, ăn này xong các bạn biết không, thường thường ảnh không có xin thêm, nay ăn xong cho con thêm mì nữa được không? Ảnh ăn ảnh ngon quá, ảnh ăn nhiều. Mọi người không ăn thịt. Ừ, ảnh thích ăn thịt. Nãy em nói em ẩm dạ đó mà không biết anh chịu ăn, cuối cùng anh để lại luôn rồi. Ừ, dạ chứ có lệ thôi. Anh thích ăn thịt. Chị kể cưng, ở nhà ăn thịt mà anh ngồi anh nói quá trời nói à. Anh kêu tụi chị, anh nói những người mà ăn thịt nên là đi ra khỏi thế giới này đi. Go, anh đã đập tay nè, đừng có ở đây nữa. Thế giới này không có, thế giới trái đất này không có những người mà ác như vậy, mà ăn thịt động vật như vậy. Ảnh chơi gọi cảnh sát á, mà ảnh ngồi ảnh nói, ảnh nói một phong lâm chứ ảnh nói là gia đình, mà ảnh ngồi người ta đang ăn mà ảnh ngồi ảnh nói vậy. Trời ơi, không ăn được hết. Nhất là ăn con gì mà có con mắt như tôm á các bạn, mà có con mắt, nếu mình nguyên cái đầu con tôm là có mắt. Trời ơi, ảnh ngồi với là canh nướng ra giòn, ảnh nói nó nhìn tận con mắt của nó đang nhìn con. Tại sao mọi người lại ăn như vậy? Bây giờ cũng lẽ mình lấy cái tô mình lên bưng lên mình hấp. Này hậu trường sân khấu làm nãy giờ làm gì đó chị? Đại ca, đây là. Nhiều khi cái món ăn của mình ăn á, mình không hổ thẹn người nấu, mình ăn cho hết. Rồi vậy nè, bưng tô lên hấp luôn mà chị bị miss cái phần đó rồi, để lần sau. Hậu trường sân khấu đâu ai để ý đâu. Đó, hôm bữa ăn phở cũng hấp một tô sạch nhất là ăn không còn dư một miếng nào luôn. Trời ơi. Đại ca hồi trước ăn các bạn ơi, không có biết dơ dở. Hồi lúc mà xưa rồi,
từ ngày á có vợ về nấu cho ăn á là trời ơi biết phân biệt dở ngon mà thì cũng dễ ăn. Cái trong nó mềm ha. Ừ, chưa có mềm. Chỉ là đựng dở quá thôi. Trên mang cá béo lì. Cá đó mà khi ăn không được thì ăn. Khi ăn không được là cũng biết là nó dở đó à. Em đang gặm cục xương em ngại quá. Mình quay tuốt luôn cục xương gặm. Em bé. Em gặm em nhả cục xương em phải bé. Này không biết sao ngủ giờ 9 giờ rồi. Rồi còn cái kèo kia kìa chị. Trời ơi. Còn một kèo nữa. Hôm nay sinh nhật của Chê Đền. Rồi á. Làm dẫn anh ra ngoài ăn rồi cho anh ăn ghi xà rồi. Đi chơi đã đời rồi. Giờ tối về nhà cho anh ăn bánh sinh nhật. Có nhiều bạn tự nhiên coi xong rồi nói tại vì cái da mặt của mình nó căng bóng á thì bạn ấy nói là mình đi bơm Botox nhìn da mặt cứng đơ à. Mà trời ơi đâu có bơm cái gì đâu các bạn, rồi nói mình đi bơm môi, sữa mũi gì tùm lum mình đâu có. Hiện tại là mình chưa có làm gì hết nhưng mà khi nào mình làm mình sẽ thông báo các bạn để mình chia sẻ chỗ nào làm đẹp. Chứ hiện tại là mình để nó tự nhiên chưa bơm Botox gì hết á. Nên mình nghĩ cũng không nên bơm nữa các bạn, bởi vì bơm xong nó sẽ bị nhìn nó không có tự nhiên á, cho nên là để nó cứ tự nhiên như vậy. Mình chỉ dưỡng da mình rất là kỹ cho cái làn da của mình dưỡng kỹ lắm. Người ta dưỡng có 3-4 bước, mình dưỡng theo kiểu Hàn Quốc 10 bước á, cho nên là không phải bạn nào cũng có thể làm theo 10 bước đó được. Nhưng khi chị làm 10 bước mỗi ngày đó, bạn làm được không? Nếu mà bạn làm được mỗi ngày mà làm giống như khi chị 10 bước dưỡng da mặt mịn màng thì chị có chia sẻ video đó, thì nhất định sau một thời gian ít nhất bạn phải cho nó 6 tháng là bạn thấy cái da của bạn hoàn toàn thay đổi nếu như bạn hạt. Tại vì không phải ai cũng hạt giống như cái làn da của KT, tại vì mình dùng đang dùng là của Hàn Quốc với lại Nhật. Nếu mà bạn siêng bạn làm như KT sau vài năm là cái da mặt nó sẽ đẹp lên, thấy rõ luôn á. Nhớ không Cưng, hồi lúc trước Cưng thấy cái da mặt của chị không? Thấy hoàn toàn khác hẳn luôn. Cũng chục năm về trước mình xài Lancome. Mình xài Lancome một thời gian cũng mười mấy năm. Nhưng mà mình cứ nghĩ là mà Lancome mất tiền của Pháp thì dĩ nhiên nó sẽ đẹp da, nhưng mà nó mình xài lâu mà mình thấy cái da mình nó cũng bình thường, cho tới khi bạn bè giới thiệu về sản phẩm của Hàn Quốc và Nhật á. Sau thời gian đó mình xài và mấy năm nay cái da mặt của mình nó khác hẳn luôn các bạn. Nó mịn mà nó căng bóng lên như vậy nè. Phải cho nó thời gian nha các bạn. Còn son á, thì mình dùng sản phẩm son thì mình có để dưới phần cái link này nè, mình mua ở đâu là mình sẽ để dưới, nhiều bạn hỏi lắm cho nên là mình sẽ để dưới nha. Bây giờ đêm cũng đã khuya, đồ ăn cũng đã hết. Đồ ăn đã cạn. Ăn thì thôi phải nó làm miệt mài xương khói luôn. Xin tạm dừng ở đây. Các bạn ơi, video tới đây cũng dài lắm rồi, mình tạm dừng ở đây nha. Nếu mà bạn thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Và ngay chỗ cái nút subscribe, nếu mà bạn bấm mà nó nổi lên màu xám rồi thì đừng có bấm nữa. Nhưng mà kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Bạn bấm vào cái chuông đó, nó ngay nằm ngay cái góc phải luôn á, thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mà KT bỏ lên một cái video mới, nó sẽ thông báo. Hy vọng các bạn có thể ủng hộ kênh của KT bằng cách bấm vào nút subscribe và cái chuông nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Nhớ đón xem KT đi ăn gì ở đâu nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Tạm biệt, tạm biệt. Giờ đi ăn birthday cake. Sao? Sáng sớm tôi làm cái gì? Nói ngày hôm nay đuối quá. Để em kể chị nghe chị làm cái gì. Sáng sớm giờ chị mở mắt ra chị không làm gì hết. Chị nằm dài ở nhà. Trời ơi, tôi trả lời tin nhắn của fan rồi tôi đó, edit video. Chị nằm dài ở nhà tới 1 giờ em mới đón chị nha. Xong rồi đi thẳng xuống dưới kia vô đi cầu chị ăn. Chị trả hàng cho chị ăn hết để luôn ta, không còn món gì hết. Chị ăn xong xem chị xuống công viên. Ok, xuống công viên thấy mấy đứa nhỏ xong cái chị đi bộ có 10 khúc qua bên kia chị mua cái đâu nè. Xong chị về chị ngồi chị ăn cái sàn xuống chị ăn. Chị ăn từ trái sang phải xong chị đứng vậy chị đi về chị ăn tiếp. Mà chị nói chị đuối là chị đuối cái gì vậy? Trời ơi. Bây giờ ăn làm nhiều, cái gì chị đuối? Ăn nhiều cũng mệt mà đi bộ cũng mệt chứ trời. Chị đi bộ được 20 phút, bận đi bận về 20 phút, nhiều lắm là 25 phút. Trời ơi, bây giờ nó xả nè.
Bây giờ là nó đang hỏng rồi, nó ghim mình nè. Nó xài sể sáng sớm, biết nó nói sao không? Đi đi, đi lẹ đi, cái gia đình sợ gì chậm chạp nhất. Đâu, gia đình nhà họ rề. Gia đình nhà họ rề, trời ơi. Nó sỉ vả, nó tấn công mình nhẹ. Nặng nhẹ bằng những lời nói của nó vũ nhục mình. Trời ơi, cười hồi chạy thoát không chị. Bởi vì chị nói chị đuối em, không biết chị nói chị đuối ở cái chỗ nào nữa, tại sao chị đuối. Ủa cưng không đuối luôn hả? Cưng không thấy mệt hả? Vậy luôn hả? Sáng ra em quần quật từ sáng giờ, em đâu có thấy đuối. Làm quần quật luôn hả? Trời ơi, nghe thấy thương, nghe quần quật luôn các bạn.